Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành trên các mọi miền tổ quốc đã đến với E-Way 3-1. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì về rất là nhiều những củ loa chép rời và những mẫu loa chung, có chung kín, mẫu loa chung hở thì trong chương trình video clip này xin được báo giá chi tiết cho anh em cùng tham khảo giá cũng như là mẫu mã nhé. Xin mời anh em cùng tham khảo đây. Đấy, em sẽ bé nhạc một chút. Ngoài ra thì những chiếc âm ly hàng bãi Nhật giá rẻ tầm 1 đến 3 triệu đồng, quý vị và các bạn có nhu cầu có thể nhắn tin gọi điện nhé. Em còn rất là nhiều mẫu ở cả phía sau kia kìa, còn nhiều mẫu để báo giá cho các bác và anh em nhé. Còn ngày hôm nay thì sẽ có này về loa chung này, loa chép đom lụa này, loa cánh ô tô này, loa chép ô tô này. Đấy, và mạch phân tần thì cũng về rất là nhiều, thì em cũng xin phép điểm danh báo giá từng mẫu để các bác và anh em tham khảo lựa chọn mua sắm cho gia đình mình cũng như là độ chế loa nhá. Đầu tiên thì phải nói là mẫu loa chép đom trước nhỉ. Mẫu loa chép đom này thì rất là nhiều anh em đang mong đợi này. Mẫu loa chép đom rất là đẹp, dòng chép đom lụa, các bạn anh em xem cái màng, tức là gọi là chép đom bởi vì cái thiết kế nó hình vòm như này, gọi là đom. Và đom lụa, vật liệu của nó là bằng lụa, vải mềm, rất là mềm và mịn. Các bạn anh em nhìn cái vải của nó này, nó tráng một cái lớp sơn thì vải, nhìn nó rất là bóng và đẹp, không tì vết. Các bạn anh em nhìn cái màng của nó. Đấy, con này đường kính vành là 10 phân các bạn anh em nhé, 10 cm. Đấy, và cái củ nam châm ở đây rất là to như này, các bạn em xem cái củ nam châm của nó khá là to và nó bọc một cái lớp bọc khử từ ở đây, một cái lớp, nó có một cái lớp lớp vỏ để chụp cái kín cái nam châm lại. Đây các bạn em, thông thường cái loa sẽ hở cái nam châm như này. Đấy, thì con này nó sẽ có thiết kế một cái vỏ nó bọc kín lại. Đấy nhá, thì rất là hay, cũng như là sẽ không nhiễm từ, ví dụ như là có cái sắt vào nó sẽ không hút. Đấy, củ này thì có nó khá là to và chắc, con này cầm trên tay này khá là nặng này, con này rất nhiều anh em mua này về để đóng loa hoặc là lắp bổ sung cho dàn loa ngay nhà. Đấy nhá. Cái đường kính cả vành con này là cái củ nam châm là 7,5 cm, các vành 7,5 cm, trở kháng là 8 ohm, trở kháng 8 ohm, công suất là 100W. Đấy, độ nhạy 91 dB. Model là P03V2, số xe đi đuôi là 1220, các vành em nhá, rất sắc nét, rất là đẹp về hình thức. Con này thì em có rất là nhiều video clip test con này rồi. Con P03 này có giá là, giá em báo cho các bác và anh em sẽ tặng kèm một cặp tụ nhé, một cặp tụ đen PVMKB. Con này tụ 2.2 400V, hoặc là các bác và anh em thích tụ 1.5 cũng được nhé. Giá 480.000 đồng, 480.000 đồng một cặp, không bao ship, giá ở thời điểm hiện tại các bác và anh em nhé. Một cặp như này, tặng cặp tụ cho các bác và anh em. Đấy, tụ đen 400V, 2.2 hoặc 1.5, giá 480 nhá. Nếu như các bác và anh em nào yêu thích mẫu loa chép đom để đóng loa nghe nhạc, để lắp bổ sung thì liên hệ với em. Con này đựng thùng rất là đẹp đây. Đây là một cái mẫu cho các bác và anh em. Khi em lên thùng này, đấy, con chép vào đây. Em thiết kế bịt kín lại nha. Hay chưa? Hai đường tiếng nhá, một chép đom và một mid bass 16. Đấy, các bác anh em xem, đọc như loa tây. Âm hay lắm nhá. Rồi, tiếp tục mẫu loa chép đến tiếp theo là mẫu loa chung. Mẫu chung đây em có hai mẫu, một là mẫu loa chung kín, kín lưng phía sau như này, và mẫu thứ hai là mẫu loa chung hở, hở lưng phía sau như này. Đấy, các bạn anh em xem những con như này, rồi thiết kế hở những cái lưng này ra. Đấy, khi cái màng loa dao động này, khi màng loa dao động nhỉ, phập phùng nó sẽ đẩy một lượng không khí nhất định đi xuống. Đấy, còn con này thì nó sẽ thiết kế kín rồi thì không có không khí đi xuống để cộng hưởng với thùng loa nữa, nên là con này nó sẽ không chịu tác động bởi luồng không khí bên ngoài cũng như là bên trong, bởi nó cô động, nó cô lập vậy rồi. Đấy, nên là những anh em mà đóng thùng loa mà thùng loa bass 30 40 chẳng hạn, như là con loa bass rất là khủng và không có vách ngăn, chúng ta sợ cái sự tác động của con loa bass đấy, cái hơi của loa bass nó tác động vào con loa này. Đấy, thì thiết kế kín lại để con này nó hoạt động một cách độc lập. Đấy, đây gọi là loa chung kín. Con này đường kính cả vành là 14,5 cm các bạn anh em nhé. Gân rất là mềm, các bạn anh em nhìn thấy gân dao động rất là mềm, rất là mềm. Gân con này thì nó sẽ béo hơn một chút. Đấy, con này gọi là mid bass này, vừa lắm có thể làm loa mid, vừa lắm có thể loa bass nhá. Mid bass, còn con này là con gì, con nào loa mid thôi. Gân của nó khá là mềm và nhỏ. Đấy, đây hai cực âm dương của loa ở đây. Đấy, nam châm như này, con này nam châm cũng bình thường, không to, không gấu lắm. Con này thì là củ nam châm một to, nó gấu hơn như này. Đấy, con này trở kháng có 6 ohm thôi các bạn anh em nhé, còn trở kháng 6 ohm thôi. Công suất 80W, độ nhạy 90 dB. Đấy, modem là BL12K. BL12K nhé, modem BL12K. Đấy, đường kính cả vành là 14,5 cm.
có giá là 650.000 đồng một cặp các bác và anh em nhá. 650 một cặp loa trung kín như thế này. Trung kín. Con này thì em có video clip test rồi, các bác và anh em muốn nghe những bản test thì có thể là một đơn giản nhất là nhắn tin gọi điện cho em gửi video test qua Zalo hoặc là vào kênh YouTube của em có video rất là nhiều về test cho anh con này rồi nhá. 650 một cặp gồm hai chiếc như này. Đường kính cả vành là 14,5 cm, bốn con ốc như này. Đấy. Rất là ngon nghe nhá. Đấy này. Còn mẫu loa trung hở như này, con này các bạn anh em nhìn nó gấu hơn, rất là cái củ nam châm nó to, cầm nó rất là chắc rồi. Các bạn anh em nhìn cái củ nam châm nó to và nó cũng thiết kế cái bọc khử từ, bọc lại giống con loa chép đo này này, nó bọc lại như này, hai con để nhau nó không hút, nó không hút nhau, nó đều bọc khử từ rồi. Đấy. Con này model là P6608 nhá, P6608 xe đi là 379. Đấy. Độ nhạy 90 dB, công suất 100W, trở kháng là 8 ohm. Đây các bạn anh nhìn cái nhện này còn làm rất cẩn thận, cái nhện này, những cái dây, cái côn, cái nhện cũng như cái gân loa này rất là đẹp nhé. Hai con này đường kính bằng nhau 14,5 cm. Đấy, con này tiếng nó rất là hay, giá 850.000 đồng một cặp nhé. Các bạn nhìn củ nam châm của nó cầm trên tay rất là chắc, 850 một cặp chung 14,5 cm như này, kỳ là chất. Ok, chép chung hai bộ loa chung. Còn bây giờ đến một cái dòng loa cho cánh ô tô, và con này không chỉ làm loa cánh mà rất nhiều anh em mua của em về. Có anh em biết là làm gì không? Làm loa lời, các đồng chụp làm loa lời rất là hay. Đấy các bác, dùng con này chế vào một cái thùng loa, nó biến thành một con loa lời, loa của JBL. Đấy, biến thành loa lời. Để em tắt cái nhạc này đi. Đây, con này là dòng loa đồng trục các bác anh em. Đường kính cả vành là 16, hơn 16 phân, 16,5 cm thì phải. Cả cái tai này 16,5 cm. Đấy, con này là loa đồng trục, tức là củ loa bass, củ loa chép trên một loa các bác anh em. Con này là loa cánh rất là hay. Thực tế nó là dòng loa cánh. Con này model là JBL Club B 622. Yeah. 622. Công suất từ 60 cho đến 180W, công suất khá là khủng. Đánh con này em đã test rồi, rất là hay. Con này thì các bác và anh em còn có cái video clip để đắm vào thùng, duy nhất một củ loa này vào thùng biến thành cặp loa nghe nhạc. Ở đây nó có công tắc để bật tắt tăng giảm độ nhạy của loa các bác anh em nhá. Đấy, trên đây có. Đấy, yeah. Có cả mặt e căng này, rất là đẹp. Mặt e căng này, bằng kim loại. JBL. Một cặp loa JBL 622 này có giá là 1.650.000 đồng một cặp các bạn anh em nhá. 1.650.000 một cặp. Đấy, hàng rất là khôn và đẹp. Các bạn nhìn cái khung sườn của nó làm rất chắc chắn. Không chê vào đâu được. 1.650.000 đồng một cặp nhá. Rồi, tiếp đến là dòng loa chép ô tô. Dòng loa chép ô tô tháo xe điên đúc. Dòng loa chép titan từ neo các bác và anh em nhá, titan này, cái màng titan, cái màng titan rất là to, nó vòm lên này, các bác nhìn cái màng, sờ cái màng này. Không sờ được, nó còn cái mặt lắp đậy rồi, nhìn rất là đẹp. Đấy, titan. Và phía sau này là từ neo các bác và anh em nhá, dòng chép từ neo. Đấy. Đây, mã loa em để cho các bác và anh em xem. Harman Kardon. Đấy, kể cả những cái mối hàn, các bác anh em nhìn những cái mối hàn, hãng họ làm rất là tinh tế. Đấy, đấy, cái thứ tiểu tiết nhỏ như vậy. Đây, đây sẵn tụ rồi các bác anh em, đã có sẵn tụ rồi. Sẵn tụ ở đây có đấu này. Nha. Con này thì giá 300.000 đồng một cặp, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhá. Loa chép ô tô cực kỳ hay. Còn ngoài ra những mạch phân tần như phun đôi, phun đơn thì em vẫn còn sẵn hàng nhá. Phân tần là 7 PA25T. Phun đôi, 2 bát 1 chép. Phân tần là 715, 1 bát 1 chép. Như này, phân tần PA2T cũng là phân tần phun đơn, 1 bát 1 chép như này thì em cũng dẫn sẵn hàng. Đây là những phân tần AB502 400.000 đồng một cặp. Thì em vẫn còn rất là nhiều hàng để các bác và anh em. Nếu như các bác và anh em nào có nhu cầu về mua sắm phụ kiện âm thanh để đóng loa nói chung và các sản phẩm liên quan đến củ loa rời này, mạch phân tần nói riêng, thì hãy nhắn tin gọi điện cho em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình 0908 722
688, giao hàng toàn quốc, các bác và anh em nhận hàng này, kiểm tra hàng, đúng hàng như em giới thiệu, rồi mới phải thanh toán. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn phối kết bạn qua Zalo cho em nhé. Xin chào và xin cảm ơn các bác và anh em.